Xin chào các bạn, xin chào các bạn một buổi sáng rất là một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong mọi công việc. Hôm nay tôi ra bãi biển này là có mát quá các bạn, rất là mát mẻ, quá mát mẻ. Mặt trời bắt đầu đã nó lên trên, bắt đầu có nhìn thấy nó những cái tia ánh nắng đầu tiên và chiếu xuống mặt biển kìa. Còn nhìn thấy cũng là không khí, thật là không khí trong này. Đây ngoài biển này, tôi đang đứng đây này, có những còn có những con hà này. Đây là cái con vỏ hà mà nó chập ra đây, nhưng họ kè hết đấy đó, kè hết ấy, họ ăn mà. Chỉ còn mỗi cái vỏ hà này nó đi các bạn, nó đi không đi chân đất mà nó xẻ cho nó chết chân là được. Hà nó bám vào, hà nó bám vào này thì chắc bám vào thì chắc đấy, chắc đê biển đấy, nhưng mà cái này họ đi họ kè hết rồi, nước cạn nó mới chặt vào này, nước lớn thì nó lên, nó sẽ bám vào đây. Nhiều hàng lắm nhưng mà họ kè, có kè hết rồi, cũng có con cua đây, cua. Biển này nước mặn quá, mặn lắm. Nên là họ lấy cái nước này, nước ấy trong họ lấy vào trong để họ nuôi tôm này, nuôi tôm cái này, nuôi tôm cái này nắm muối, lấy ở nước biển này. Đấy, đê biển kè này chắc cao này, mát rộng rét rét này.